hả? Chỉ cần nới kìa, chỉ cần nới giọng kìa. Em thì từ thành phố Hồ Chí Minh đến và trong cái dịp rồi gần sắp tới lễ Valentine này thì em đi chơi, có cơ hội được tới cầu Rồng và ngay cái đợt dịp cầu phun lửa lại sau gần nửa năm thì cảm giác rất là vui, phấn khởi.